Trận đấu giữa Iran và Hong Kong tối nay 1 tháng 10 trên sân Shangheng Sports Center ở Hàng Châu, Trung Quốc, ngỡ như sẽ diễn ra với chiến thắng dễ dàng thuộc về Iran thì bất ngờ lại xảy ra. Đội bóng Đông Bắc Á Hong Kong chịu trận trong phần lớn thời gian của trận đấu này, trong khi Iran ép sân khá mạnh. Chơi phòng ngự phản công, Hong Kong bất ngờ tìm được bàn thắng ở phút 47 nhờ công của Phun Pui Hin, sau khi cầu thủ chạy cánh này chớp thời cơ rất nhanh, dứt điểm tung lưới Iran. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, ấn định chiến thắng 1-0 cho Hong Kong, đồng thời đưa đội bóng này vào bán kết. Đối thủ của Hong Kong ở bán kết sẽ là Nhật Bản. Ở trận tứ kết còn lại của nội dung bóng đá nam cũng diễn ra tối nay, Nhật Bản đánh bại Triều Tiên với tỷ số 2-1. Những người ghi bàn cho Nhật Bản trong trận đấu này là tiền đạo Kotaro Uchino ở phút 50 và Masumura Yuta ở phút 80. Riêng bàn thắng của Masumura Yuta được ghi từ chấm 11m. Xen giữa hai bàn thắng của đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc là bàn gỡ của tiền vệ Kim Cúc Bom cho Triều Tiên ở phút 74. Dù vậy, bàn thắng vừa nêu vẫn không thể giúp Olympic Triều Tiên ngăn được Nhật Bản giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Trận bán kết giữa Olympic Nhật Bản và Olympic Hong Kong sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 4 tháng 10 trên sân Seoson Sports Center tại Hàng Châu. Trong khi đó, trận bán kết còn lại giữa Hàn Quốc và Uzbekistan diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày trên sân Hoang Long Sports Center cũng ở Hàng Châu.